mặc VinFast chi hàng trăm triệu USD xây trạm sạc, một hãng xe điện Việt Nam tuyên bố mỗi ổ cắm đều là trạm sạc nhanh, chỉ 20 phút đủ đi 30 km. Theo nhà sản xuất này, đây là đặc quyền sử dụng điểm sạc nhanh công cộng khắp cả nước mà chỉ khách hàng của hãng mới có. Mạng lưới tiếp nhiên liệu là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái xe điện, ảnh hưởng đến khả năng bao phủ và mở rộng mạng lưới của các hãng, đồng thời phá bỏ tâm lý e ngại đang đi giữa đường thì hết điện của người tiêu dùng. Bởi vậy mà bên cạnh việc phát triển công nghệ xe điện, cuộc chạy đua về giải pháp sạc nhanh thay pin của các hãng xe điện tại Việt Nam cũng căng thẳng không kém. Tuy nhiên, việc phát triển mạng lưới chạm sạc đòi hỏi vốn đầu tư không hề nhỏ. VinFast, thương hiệu xe điện Việt Nam có tiềm lực lớn nhất thị trường nội địa, đã đầu tư 700 triệu USD để phủ sóng các trạm sạc nhanh cho xe máy điện và ô tô khắp các tỉnh thành. Chúng tôi xác định chiến lược 10 năm nữa sẽ cho các hãng xe khác được sạc cùng. Hiện tại, không lý do gì mà bỏ ra 500-700 triệu USD để cho đối thủ dùng, ông Phạm Nhật Vượng nói trong Đại hội Cổ đông Thường niên 2023. Trong khi đó, một startup xe điện mới nổi là Select Motor lại đặt cược vào mô hình hoán đổi pin thay vì phát triển trạm sạc nhanh. Công ty tuyên bố pin của mình có thể tương thích với 70% xe máy điện khác trên thị trường. Khách hàng có thể đến các trạm đổi pin của Select Motor để đổi pin trong vòng 2 phút thay vì chờ đợi sạc như các hãng khác. Theo Select, điều này cũng giúp họ giải quyết bài toán đau đầu khi phát triển hạ tầng cho xe điện. Các trạm sạc khá phức tạp, phải đấu vào mạng lưới điện có công suất cao và chi phí cũng khá đắt đỏ. Khi số lượng người dùng điện tăng lên, các trạm sạc cũng sẽ gây căng thẳng đến lưới điện, đặc biệt là giờ cao điểm. Sáng kiến của bài toán hạ tầng phục vụ pin xe điện tại Việt Nam chưa dừng lại ở đó. Mới đây, Đạt Bay, hãng xe điện từng lên sóng Shark Tank Việt Nam, được định giá khoảng 32 triệu USD, mới đây đã cung cấp một giải pháp sạc pin nhanh đến khách hàng. Từ nay, hãy gọi mỗi ổ điện là trạm sạc nhanh, Đạt Bay. Vì các dòng xe như Wover cộng cộng và Wover 200 có thể sạc nhanh ở bất kỳ đâu có ổ điện, chỉ 20 phút đủ đi 30 km, sạc 1 giờ đầy 50% pin. Đặc quyền sử dụng điểm sạc nhanh công cộng khắp cả nước, chỉ Đạt Bay cơ mới có. Đạt Bay tuyên bố trên fanpage của mình, hãng này cũng khuyến khích các chủ xe đến cửa hàng nhận hình dán, đánh dấu các trạm sạc nhanh công cộng. Nói đơn giản, Đạt Bay không tốn tiền xây trạm sạc nhanh hay trạm đổi pin, mà chính các ổ điện công cộng tại các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, quán cà phê đều có thể trở thành một phần trong mạng lưới trạm sạc nhanh của hãng. Trả lời trong một bài báo mới đây, Đạt Bay khẳng định nếu bất kỳ ổ cắm nào cũng có thể là một trạm sạc nhanh, mọi người sẽ thấy được lợi ích của việc sử dụng xe máy điện. Đồng thời với sáng kiến này, Đạt Bay khẳng định mạng lưới tiếp nhiên liệu của xe điện hoàn toàn không thua kém gì xe xăng. Số lượng trạm sạc nhanh của họ trên khắp thành phố Hồ Chí Minh đã vượt xa số lượng trạm xăng. Tuy nhiên, giải pháp đơn giản này đang vấp phải nhiều nghi ngại từ nhiều người dùng. Đạt Bay hiện mới chỉ tuyên bố các ổ điện công cộng đều có thể sạc nhanh, nhưng chưa nêu cụ thể giải pháp thanh toán tiền điện, phí sạc cho các chủ của ổ điện. Thông thường, với giải pháp chạm sạc của VinFast hay hoán đổi pin của Select, khách hàng đều phải trả chi phí cho mỗi lần sạc, đổi hoặc thuê pin xe điện, mặc dù chi phí này công bố rẻ hơn chi phí xăng dầu. Bên cạnh đó, các ổ cắm điện sạc nhanh cho xe cũng cần có nguồn điện ổn định trong thời gian sạc. Vấn đề an toàn điện và trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự cố tại ổ cắm công cộng. Trước khi công bố sáng kiến này, nhờ tạo ra được mối liên hệ gần gũi với khách hàng mà Đạt Bay có tới 80 điểm sạc cho chính khách hàng tự kết nối với các nhà dân, quán cà phê, khách sạn để cho phép sạc xe. Tại những địa điểm này, có nơi cung cấp sẵn bộ sạc, có nơi không, chi phí sạc điện cũng do chủ từng địa điểm quyết định. Hồi tháng 8 năm 2022, Đạt Bay còn triển khai trạm sạc pin siêu tốc có khả năng sạc cho quãng đường 100 km chỉ trong vòng 20 phút. Hãng khẳng định đây là tốc độ sạc xe điện nhanh chưa từng có tại Việt Nam. Tuy nhiên gần đây, Đạt Bay cũng thông báo đóng điểm sạc này do mặt bằng bị thu hồi. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.